Đây cũng là một cái nghề, gọi là nghề ông cha của gia đình Việt Hương. Đó là nhà ảo thuật Quỳnh Thái Sơn. Khi nói tới ông ngoại của mình thì Việt Hương rất là hãnh diện. Cho nên những cái mẹo của em là Việt Hương nhìn ra được hết. Nhưng quan trọng là cái thần thái. Lúc mà em làm á, thì chị nghĩ nếu mà không có cái mặt nạ đó thì cái biểu cảm trên gương mặt em sẽ nhiều nữa. Em ấn tượng với bạn gái nào khi bước ra đây? Dạ, em ấn tượng với bạn gái áo trắng hả? Áo trắng có ấn tượng gì với lại em chị? Dạ, em muốn hỏi anh là thí dụ như bây giờ em muốn học thì anh có dạy cho em được không? Nếu như mà em muốn học quá thì anh luôn sẵn sàng dạy. Thôi giờ mình nhiều tài, được cái đẹp trai nữa, cười có duyên nữa, vô phòng đóng cửa lại liền. Cảm ơn em. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.